Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cởi mở về tình dục và tình yêu. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Ngoài ra, Durex vừa ra mắt dòng sản phẩm mới Durex Jeans, vẫn đảm bảo an toàn cho cuộc yêu thêm thú vị với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Xin mừng tất cả các bạn đã đến với podcast Cởi mở của Vietcetera. Và bây giờ thì xin được giới thiệu các nhân vật tham gia trước và cũng sẽ đồng hành với podcast Cởi mở. Mình là Thùy Minh và mình có cái lời chuyển mic sang cho hai bạn, nhưng mà phải giới thiệu bản thân, trong đó có từ sex. Nhường Trang. Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Trang Chuối, người chuyên đi nói về sex. Sexpert. Sexpert. Chào các bạn, mình là Tạ Quốc Kỳ Nam và mình là một người đã từng hấp sex. Vâng, và hôm nay như các bạn đã thấy rồi, podcast Cởi mở chúng tôi sẽ bàn về chuyện tình dục, cởi mở hơn về chuyện chăn gối, và quan trọng hơn là qua chuyện tình dục và chăn gối thì chúng ta nói được gì về bản thân mình, có tính thế hệ hay là có tính xã hội ở trong những câu chuyện về tình dục hay không. Và chúng ta sẽ đến với cái chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay. Trước khi mà chúng tôi hé lộ một chút về cái chủ đề thì xin được cảm ơn nhà tài trợ Durex, là thương hiệu số 1 thế giới về bao cao su, đã đồng hành với podcast Cởi mở. Nếu không có Durex thì chúng ta cũng khó lòng cởi mở, đúng không? Cái chủ đề, nếu các bạn đã theo dõi trên Vietcetera cái show Người Lạ ơi á, thì đã biết là cái chủ đề mà chúng ta sẽ bàn luận kỹ hơn trong Cởi mở tuần này, đấy là câu chuyện làm tình, tắt đèn hay mở đèn. Vừa rồi thì chúng tôi đã được xem cái cảm xúc của mọi người khi xem cái Người Lạ ơi như thế nào? Hoảng loạn. Tại sao? Quá nhiều luồng tư tưởng, quá nhiều ý kiến về chuyện bật tắt, và đối với em thì bật tắt nó chưa bao giờ là một cái vấn đề quá lớn. Còn em thấy rất là hay, bởi vì là em là một người khá là trắng đen trong cái chuyện bật hay tắt á, cho nên là em vui lắm, tại vì thì ra là có rất là nhiều người họ đồng ý với quan điểm của em. Thì mình cũng thấy các bạn trẻ hóa ra là cũng có những cái tư tưởng rất là cởi mở về việc là tắt đèn hay bật đèn. Ở cái thời, cái lứa của thì mình chỉ nhắc đến chuyện là làm tình thôi mình đã hơi ngượng rồi, chứ khoan nói đến, và mình hơi đương nhiên là mình sẽ tắt đèn đó. Còn ít nhất ở cái thời điểm này với những người trẻ thì chúng ta đã có thể thoải mái hơn bàn luận câu chuyện là chúng ta tắt đèn hay mở đèn. Mọi người thử, nếu mà được lựa chọn á, mọi người thử nghĩ xem là mình sẽ chọn cái trường phái gì. Như thì mình đã hé lộ rồi đấy, là có thể bởi vì mình sinh vào cái lứa 8X á, đấy, tình dục đương nhiên là chuyện tắt đèn. Cái câu chuyện này nó xuất hiện ở trên mấy cái phim truyền hình Việt Nam ấy. Cứ mỗi lần mà hai cặp đôi đang kiểu có vừa vẻ tới đây một đúng cái. Rồi đúng rồi, là tắt đèn đó. Đấy thì tắt đèn đồng nghĩa với tình dục. Cho nên tình dục thì phải tắt đèn. Đấy, đây là cái lựa chọn của Thùy Minh trong trong đời thực luôn, tức là mình luôn thích là nó phải tối. Vậy là nó giống như cái câu mà tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, là từ hồi xưa là đã nghe câu đó rồi. Sau từ nhà tranh thì có một mái nhà tranh, hai trái tim vàng. Còn đối với Trang thì Trang sẽ chọn mở đèn. Mình là phải mở đèn mới được nha mọi người. Nhìn Trang là thấy sáng mừng. Tại sao lại muốn mở đèn? Be very realistic, là mình rất là thực tế là phải mở đèn để nhìn xem coi là cái bộ ở dưới á nó ổn không mọi người. Tại vì mình kỹ ở cái chỗ là mình cũng không muốn chỉ vì vài phút vui vẻ mà sau đó mang bệnh về nhà. Cho nên là thành ra là khi mà mình mở đèn thì mình có thể check được là ok, hàng họ như thế nào, có sạch sẽ hay không, có những cái triệu chứng của bệnh STD hay không, thì nó cũng sẽ giúp cho mình bớt đi cái risk, nguy cơ. Yes, cái nguy cơ để nhiễm cái vấn đề như thế. Nhưng mà nó hơi, tại vì chúng ta đang bàn luận mang tính hơi chuyên gia một tí, nên thì mình muốn hỏi là khoan nhá, có hai thứ rất là rành mạch trong cái việc mở, lại vì mình nói đến cái ý là mình kiểm tra. Một là mình bằng kinh nghiệm nhà nghề thì mình kiểm tra những dấu hiệu gì, thì mình biết là khoan nhá, mình cứ nói đến cái tình huống xấu nhất là cái người đấy bị bệnh tình dục chẳng hạn, thì mình nhìn những cái dấu hiệu gì thì mình thấy. Và đến cái ý thứ hai là làm thế nào nhìn mà
mà phải khéo khéo chứ hả? Chứ chẳng nhẽ lại vạch ra xem mà. Trời ơi. Không, đang nói chuyện mở đèn nên mình phải khẳng khái. Okay. Không, cái này thì mình tò mò thật. Thì mình có thể là mình sẽ giúp người ta cởi quần ra thay để cho người ta tự cởi này đó, cũng là một cái từ từ có thể nhìn được nè. Nhưng nó em không thể nói rằng là 100% là mình có thể loại trừ cái việc là mình sẽ không nhiễm các bệnh STD nha, tại vì nó sẽ là triệu chứng thôi. Tại vì nó sẽ có những cái bệnh nó sẽ thể hiện rõ triệu chứng, ví dụ như nó nổi những cái súp lơ, giả sử như là sùi màu gà thì các bạn có thể thấy được nè, hoặc là những cái vết lở loét thì các bạn có thể thấy được. Nhưng mà ví dụ giống như mà những cái người mà họ chỉ họ bị chảy mũ nhưng mà chỉ khi nào mà nó ra cái dịch mới thấy được thì thôi rồi, cái đó thì cái đấy cũng khó lắm. Bởi vậy nên các bạn nên sử dụng bao cao su, bởi vì nó là cái phương thức phòng tránh gọi là gần như là duy nhất hiện tại, để cho cao nhất. Yes. Tại vì nếu như mà các bạn sử dụng BEP hay là RAP đi thì nó cũng chỉ dành cho HIV thôi. Nhưng mà chúng ta còn có viêm gan B, còn có sùi màu gà, còn có giang mai, lậu, tà le, hộp me hết. Nên thành ra là bao cao su là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Thật ra khi là mà Nam đem cái câu hỏi này đi hỏi cái nhóm bạn thân của Nam á, thì cái ý kiến đầu tiên luôn của một cái bạn chọn bật đèn đó là các bạn muốn kiểm tra coi có bệnh gì không, thì Nam rất là bất ngờ khi mà nó không phải là một cái suy nghĩ kiểu ít người nghĩ tới. Nhưng mà đối với Nam thì là cái chuyện bật tắt của Nam nó không quan trọng lắm, tại vì Nam quan trọng là cái bạn, cái người đối phương á, họ sẽ cảm thấy thoải mái nhất là khi mà họ bật hay họ tắt. Ví dụ mà họ nói là có thể tắt đèn không thì Nam rất vui vẻ tắt đèn, bởi vì Nam muốn tạo cái cảm giác thoải mái cho người đối diện. Còn đối với Nam thì bật hay tắt nó thật sự không phải là cái yếu tố lớn để mà Nam cân nhắc trong cái hoàn cảnh đó. Thế thì với Thùy Minh, cái chuyện tắt đèn á, như mình có nói một chút ở cái giai đoạn đầu, đấy là câu chuyện thế hệ. Nhưng mà cái thế hệ này có một cái đúng, tại vì là bây giờ có mạng xã hội á, mọi người cái này không biết có, tức là mọi người cảm giác là tập thể dục các thứ nhiều hơn, và cơ thể có thể khoe, đi biển này khoe cơ thể. Còn hồi xưa ấy, cái việc mà khoe cơ thể ấy nó không phải là cái thứ được khuyến khích nhất là trong văn hóa Việt Nam. Cho nên là khi mình tắt đèn á thì mình hơi loại trừ đi cái việc là nhìn thấy cơ thể của người ta. Và mình sẽ muốn là tắt đèn à, nó vẫn là cái chuyện hơi kín ở một cái chỗ mà nó kín kẽ thôi. Tuy nhiên nói về tính cá nhân của mình thì mình cái này không hiểu nó có dẫn đến cái việc là liên quan đến chuyện mặc cảm về cơ thể hay không, nhưng mà mình cứ luôn thấy là có những cái người mà họ đứng trước gương và không mặc gì ấy, và thấy rất là thoải mái với cái điều đấy. Nhưng thì mình là người là luôn thích là phải có quần áo ở trên người. Cái sự sexy hay là gợi cảm trong đầu óc của mình ấy được bồi đắp bởi tính xã hội hay là tính thế hệ ấy, là cái việc là cô ta sẽ mặc áo hở vai, cô ta trông cái thần thái gợi cảm, thay vì cái việc là nó đo bằng cái việc là thoáng về quần áo đấy. Nên là quay về câu chuyện làm tình ấy, thì mình luôn nghĩ là phải hơi mờ mờ tối tối, thậm chí là đừng có cởi hết tất cả các thứ ra. Sao chuyện làm tình đối chị Minh nãy giờ là cứ xã hội rồi cứ lịch sử rồi cái tư tưởng hệ các kiểu nó rất là nặng nề. Còn em nghĩ nha, em nghĩ là đối với em thì là do là cái chuyện bật tắt của em là em đi qua hai thời kỳ. Hồi xưa thì vào cái thời điểm mà em chăm chút tập thể dục đó, thì body rất là ok. Nhưng em bị một cái vấn đề là khi mà em hấp sát với người ta thì đồng ý là em nghĩ là ok, body mình đẹp thì mình có thể tự tin hơn trong chuyện làm tình. Tuy nhiên là em lại luôn luôn cứ phải tìm những cái cách nào đó để cho cơ thể mình đẹp hơn vào cái thời điểm đấy. Mình dành quá nhiều thời gian để mà mình chọn cái góc, hoặc là mình quá để ý xem bụng mình có hơi bị phình ra không, hoặc là cái cơ của mình như thế này nó có ổn hay không, và nó ảnh hưởng vào cái chuyện là mình tập trung vào cái chuyện hấp sát, mình thật sự enjoy nó. Rồi em nhận tức ra là lúc mà em đã đang đẹp rồi á, thì em vẫn thấy chưa đủ đẹp đúng không? Đúng, lúc mà mình đẹp rồi thì mình lại cứ muốn phải giữ cái vẻ đẹp đó hoài, mình cứ khư giữ những cái chuyện đấy thì nó ảnh hưởng một chút đến cái chuyện là mình tập trung vào cái chuyên môn. Nhưng mà sau đó một thời gian thì em không giữ được cái cơ thể như vậy nữa, cơ thể của em nó quay trở lại mức gần như là tạm gọi là dead body, cơ thể bình thường đi. Thì khi đó thì em thấy là bây giờ mình không còn cách nào để mình làm nó đẹp hơn nữa, trong khả năng có thể mình không thể nào mà mình hóp bụng vô một tí xíu thôi là nổi 6 cái múi. Không, bây giờ có hóp bụng vô thì thành 2 múi, múi trên, múi dưới như cái đào này. Thì khi đó là mình thấy là bây giờ có tìm cách nào che lấp thì cũng không được. Mà đối phương cũng không hề có ý kiến gì về chuyện đó của mình hết, thì tại sao mình cứ phải
nặng nề, mình giữ cái suy nghĩ là mình phải tìm cách để mình thật sự hoàn hảo trong cái khoảnh khắc mà mình đang thật sự là trần truồng rồi, mình đang kiểu vulnerable nhất. Nhưng mà cái đẹp ở đây đâu có nghĩa rằng là có phải là sáu múi mới là đẹp đâu. Đúng rồi. Nhưng mà trong cái việc mà mở đèn á thì khoan khoan nha, dừng lại. Đấy là rõ ràng là sáu múi rắn chắc thì đẹp hơn chứ. Em thì lại nghĩ rằng cái đẹp trong cái việc quan hệ tình dục á, nó sẽ là cái movement, tức nghĩa là cái sự di chuyển. Đúng rồi, cái sự mà vô vập bạch vô nhau, cái khoảnh khắc, cái cảm xúc, cái cách nói chuyện với nhau, hàng họ. Đúng rồi. Ngay cả ví dụ như mọi người thử nghĩ nhà một cái cô gái mà họ on top đi, họ đẩy một cách lượng trào á, thì khi mà bạn được nhìn thấy nó vì có đèn nên bạn mới thấy được á, thì bạn sẽ cảm thấy nó extra hot, tức là nó rất là sexy luôn. Và khi mà chúng ta quan hệ tình dục á, thì nếu như chúng ta có thể tận dụng cả năm cái giác quan của mình á, thì cái chuyện đó nó sẽ kiểu đã quá các đồng chí ơi. Đó, cho nên là mình, đó lý do tại sao mà mình cũng chọn rằng là nên là bật đèn. Nhưng mà bật đèn ở đây không có nghĩa là bạn sẽ bật sáng trưng theo đúng kiểu rồi văn phòng nha, thì cái đó nó ghê quá. Ngồi mở đèn huỳnh quang xong rồi ngồi phỏng vấn nhau hay là ngồi điền form, điền giấy tờ gì hết thì cái đó thì không nên. Nam vẫn nghĩ là nhắc đến chuyện mà các giác quan á, thì Nam thấy là còn một cái giác quan nó rất là quan trọng, đó là cái thính giác. Quan trọng là không có mùi, không hôi, giữ vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc cơ thể được tốt, khỏe mạnh. Thì chính cái đó mới là cái làm cảm thấy cho mình cảm thấy được turn on. Rồi xong rồi chưa kể nữa là do là Nam không quan tâm đến chuyện bật hay tắt. Thì nhiều khi cái bạn đối diện, chính họ là cái người đang bị insecure, cái người bản thân họ không cảm thấy tự tin với cái chuyện đấy, và họ sẽ yêu cầu tắt đèn. Thì cái quan trọng là mình tạo được cái cảm giác thoải mái cho người đối diện. Và có một cái chuyện Nam rút ra là ngay cả Nam rồi lúc mà mình ngon đi, mình ngon trong cái chuẩn của social media đi, và ngay cả những người mà Nam đã từng tiếp xúc, những bạn mà đẹp nhất mà Nam đã từng có cơ hội được làm bạn hoặc là đã từng cơ hội lên giường với họ, thì cái tư tưởng đầu tiên của họ là luôn luôn tìm một cái điểm gì đấy chưa hài lòng của bản thân họ để họ nói trước. Luôn luôn là dạo này không có đi tập cho nên hơi bị ốm xuống, trong khi trong đầu Nam nghĩ là trời ơi quá ngon. Và xong hoặc là sorry dạo này bận quá không đi tập cho nên bị hơi bị mập ra, trong khi mấy trời quá đẹp. Thì tại sao cứ hễ mà lên giường thì ngay lập tức mình sẽ phải đi quảng cáo cái điểm mà chưa được nhất của mình, mà trong khi cái điểm đó người ta cũng chưa nhìn ra. Thì chính vì mình nhìn thấy cái chuyện đó của người ta, và mình thấy chính mình cũng đã từng là cái người làm chuyện đó, thành ra là không, rút kinh nghiệm mỗi khi mà chuẩn bị có cảm giác là dạo này Nam đang thế này thế nọ, để dẫn tới cái chuyện là bây giờ nhìn Nam thế này thế kia, ngừng ngay lập tức, không nói. Thay vào đó thì mình tập trung vào người đối phương, tập trung vào đối phương. Nếu mà bạn đó vừa mở miệng ra mà nói dạo này không, rất ok, rất ngon, nhìn rất hot, rất đẹp. Bởi vì Nam nghĩ là cái chuyện mà mình làm cho cái bạn kia được tự tin, mình gỡ bỏ những cái không thoải mái về bản thân của họ đi, thì ai là người được lợi? Mình là người được lợi chứ ai. Bởi vì cả hai cùng vui, cùng thăng hoa, cùng dễ chịu. Đấy. Nhưng mà anh có nghĩ cái đó giống như là một cái văn hóa của mình đó, là mình sẽ bắt đầu bằng một lời chê trước không? Và đôi khi cái lời chê nói ra là để được nhận một lời khen, chứ đâu phải là lời chê để bạn chấp nhận là tôi không đẹp. Nhiều khi cái lời chê đó rất có chiến lược. Bởi vì đã lỡ quảng cáo quá đáng trên mạng xã hội rồi, bây giờ đi ra ngoài đời cảm thấy không được như là hình trên mạng, thì bắt đầu là phải tìm những cái lý do để giải thích tại sao cái hình úp hồi tháng trước nó như vậy mà bây giờ ra ngoài đời nó như vậy. Quảng cáo quá đáng, đúng không? Và chưa kể là mình thấy là cái chuyện hàng ngày mình nhìn cái màn hình điện thoại còn nhiều hơn mình nhìn những con người thật ngoài đời nữa. Thì mình phải nhìn thấy được những cái tấm hình đẹp nhất, long lanh nhất, được chỉnh cầu kỳ nhất của một con người. Nhưng mà khi mà mình đối diện với những người thật, và khi mà họ cởi hết ra mọi thứ trước mặt mình rồi, họ không còn một cái gì để che giấu, không filter, không quần áo, không góc chụp, không ánh sáng, không bất cứ một cái gì để hỗ trợ họ hết, thì khi đó rất là vulnerable, không biết chữ tiếng Việt sao mà kiểu rất là mong manh. Thì khi đó là những bạn nào mà đã lỡ, mình lỡ mà làm quảng cáo quá đáng, thì bây giờ phải tìm cách để chữa cháy, phải giải thích tại sao nó như vậy. Thì cũng bởi vì cái chuyện đấy mà từ lúc mà Nam có đầu có nhận thức hơn về cái nhận ra cái chuyện đấy trong cái cách người ta nói về bản thân họ, và cả Nam nghĩ về bản thân Nam nữa, thì Nam mới tuyên bố cố gắng dừng một cái chuyện là không chỉnh sửa hình ảnh mà vào cái phần cứng trên người của mình. Chẳng thà cái hình nó không đẹp thì khỏi úp. Đúng không? Không đẹp khỏi úp. Còn nếu như mà mình cảm thấy nó đẹp, tự tin, thoải mái thì mình hẳn trình bày nó lên, và nó cũng đừng có quá là xa vời. Nhất là khi mà mình dùng những cái app để kết bạn hay là app để hút cấp, đúng không, thì mình sẽ muốn trưng chỗ những tấm hình mà đẹp nhất. Đúng. Nhưng mà rất có thể những cái chuyện mà mình trưng chỗ ra quá đó, nó ảnh hưởng ngược về sau, nó làm cho người ta khi ra ngoài đời, người ta sẽ nghĩ trong đầu, ồ sao không giống trong hình. Ai cũng sợ cái chuyện đấy, nhưng mà không ai ngừng cái chuyện phải úp những tấm hình đẹp nhất của mình lên. Theo thì mình hiểu nhá, tại vì mình đã có một cái thời gian mình
chụp một cái tờ báo mà chắc là gợi cảm nhất Việt Nam ở cái thời điểm 5 năm về trước là một cái tạp chí tên là Nam. Mình chụp những cái cô gái cô gái mà hot nhất và mặc ít vải nhất có thể. Thì Nam có nói về cái chuyện sáu múi, hay là Trang nói sáu múi á, là mình thấy những cái người phụ nữ mà chân họ dài, rồi tất cả các vòng của họ đã rất là chuẩn rồi. Bạc bạc bạc, nhìn vô đầu cũng thấy là đấy. Nhưng khi mà họ diễn cho ống kính á, thì Nam nói cái sự là chưa chắc là cái sáu múi hay là các cái số đo ấy, nó đồng nghĩa với sự tự tin. Bởi vì mình thấy rất là nhiều các cái cô gái xinh đẹp như vậy rồi nhưng mà họ vẫn hơi ngượng ngùng với cái cơ thể của họ. Đấy, nên bây giờ thì mình mới nghĩ là à, trên giường á, nó như một cái sân khấu mà nó 4DX. Tức là, tức là ánh sáng hình ảnh mùi. Đấy, ảnh á, cái sáu múi, cái tiêu chuẩn về sáu múi nó chỉ là một cái ảnh thôi, đúng không? Và mình nhìn thấy ok phê đấy. Thế nhưng mà khi mà 4DX là mình bắt đầu ngửi mùi này, thì á, nếu mà chẳng may ảnh của bạn không đẹp lắm ấy, thì bạn vẫn còn các cơ hội, các cái tiêu chí kia đấy. Bạn có thể thơm, đúng không? Đúng rồi, thơm. Bạn có thể di chuyển đó, mình phải có mềm kỹ thuật lại. Ừ đấy, hoặc bạn có một cái khả năng giao tiếp, hoặc là bạn có thể run thật tốt, bạn có thể dirty talk, đúng không? Mình có thể giao tiếp, mình có thể bất cứ cái gì ngoài cái chuyện là phải dựa vào cái visual. Đấy, nhưng mà khi mình càng nói thì mình càng thấy cái phe mà tắt đèn nó hơi lép vế. Tuy nhiên mình vẫn thấy rằng là phần lớn là những cái gì mà chúng ta vừa nói á, tắt đèn vẫn có thể cảm nhận được. Vẫn có thể nhìn thấy cái di chuyển này. Tại vì ít khi mà chúng ta rơi vào trạng thái mà nó tối om om lắm. Trừ nó khi vẫn, là bịt mắt. Không phải là trừ khi đi cái noa in the dark á, tức là đi ăn trong bóng tối. Trong bóng tối. Là người ta cố gắng bịt tất cả các cái lỗ màu đen. Còn trong cái ánh sáng bình thường, kể cả mình có che rèm hay cái gì đấy, nó vẫn lọt vào á. Đó, nên là về bản chất thì chúng ta đều đang tranh cãi đúng một cái chủ đề là à, ánh sáng nó đừng có sáng choang lên mà nó vừa đúng thôi, không? Nó là một cái nút mà chúng ta có thể vặn tùy theo cái sở thích của mọi người. Thì mình vẫn nghĩ là có những người mà họ nó liên quan đến cái việc là mình có tự tin về cơ thể mình không, nhưng mà có những cái sở thích á, mình vẫn thích nó sẽ hơi xuống, nó như các cái tông màu, đúng không? Và trong cái tập Người Lạ Ơi thì mọi người cũng nói là à, thực ra mình hay nói là trắng hoặc là đen, trong khi là nó bao nhiêu cái khoảng xám, đúng rồi, nó có xám xám, nó có vàng vàng, nó có mờ mờ ảo, nó có xanh đỏ tím vàng. À, em nghĩ là nếu như mà mình không nghĩ đến cái chuyện là bật hay tắt nó phải là trắng đen, thì cái chuyện mà đặt để ánh sáng nó cũng là một cái chiến lược khá là vui. Chính xác. Ví dụ như là sau khi em được biết cái chủ đề của ngày hôm nay là chuyện bật hay tắt, đúng không? Thì cái lần mà lên giường gần nhất của em thì thay vì em mở đèn sáng choang dắt người ta vào nhà, thì em ngay từ đầu em tắt đèn luôn. Em để đèn vàng rất sáng nha. Nhưng mà em để sẵn một cái ngọn đèn cầy ở đâu đó. Tức là khi dắt vào nhà đủ ánh sáng để mình dắt vào nhà để đủ ánh sáng để mà cất đồ, mời nước, nói chuyện xã giao, hỏi thăm sức khỏe. Nhưng mà khi mà tới giờ lại tắt đèn xuống một cái thì nó không tới thui liền, nó làm mình bị sốc, đúng không? Tắt xuống một cái thì là bắt đầu ánh nến nó bập 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 bù. Thì cái em nghĩ là cái chuyện mà mình dùng ánh sáng để khiến nó mời gọi phết đấy nhá, nó helpful với mình, nó là một cái công cụ để mình làm tình có đầu tư nha chị. Để tạo cái cảm giác thoải mái cho cả mình và đối phương, để đưa mình vào cái mood, thì em nghĩ là nó hay hơn là cái chuyện mà nó hay hơn là linh hoạt, mình đúng không? Với lại cái việc mà nếu như mà có tối đi chăng nữa thì mình cũng sẽ có một số những cái tip làm cho nó fun hơn á mọi người, làm cho sex is more fun. Là ví dụ như các bạn nữ á, thì bây giờ tối quá mấy bạn nam không biết đường đeo vô đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ giúp cho các bạn đeo, nhưng mà đeo bằng miệng. Tại vì sau khi mà các bạn tối á, thì các bạn có thể nhắm mắt từ từ, hạ cái họng ra xong rồi đeo xuống. Nếu như hôm nay Vietcetera mà cho Trang có quyền làm thì Trang xin biểu diễn ở đây cho mọi người kìa. Đây đó. Nguy hiểm. Đứng rất xa, đứng rất xa. Đây là âm thanh và âm thanh. Nam cũng đồng ý với cái chuyện là có đèn nó dễ thao tác hơn và nó tránh được những cái chuyện rủi ro, ví dụ đổ bể đồ của tôi. lấy đồ cho đúng. Chưa kể là trong cái thời gian mò mẫm, lấy gel, lấy bao, lấy cái gối, lấy cái khăn mà tối thui quá, mò tới mò lui đổ bể rồi xong bật đèn ngồi quét nhà. Hay ví dụ giống như là dễ nhất á, dễ mà sai nhất đó là cầm cái bao nhưng mà lộn chiều á. Đó, cái đó là dễ sai nhất. Nhưng mà thì mình có một cái việc mà liên quan đến tắt đèn, đúng không? Tại vì mình đã chọn cái team tắt đèn rồi, thì mình cũng có một cái tai nạn trong cái lúc tắt đèn mà nó rất là hay liên quan đến chuyện đeo bao. Thực ra là trong cái Người Lạ Ơi thì có cái ý rất là buồn cười là cái loop á, mà bị nhầm với cái keo 502 thì sẽ chết.
sẽ thực sự là chết, nhưng mà chắc là đấy là câu đùa thì hy vọng không phải không phải keo. cái chỗ để cái chỗ giường ngủ thì bỏ keo định dán cái gì ở đây. Nhưng mà lúc đấy bao giờ cái câu chuyện làm tình ấy nó cũng hơi gấp gáp á, đúng không? Cái lúc đấy là sẽ đấy, nên là đúng là lời khuyên là dù tắt đèn hay bật đèn thì nên xếp mọi thứ ngăn nắp, đừng có nhầm ra hai bên. Có vẻ mọi người rất hay nhầm kem đánh răng với lại không ví dụ lúc mà ở trong toilet, nhưng mà nếu mà keo 5.2 với lúc mà cạnh nhau đi vào toilet thì vui cũng nhiều tai nạn. Nhưng thì mình có một cái tai nạn ở trong lúc tắt đèn, đấy là bị mất bao cao su. Ở đâu mà mất? Không biết đến lúc mà ui thôi được rồi, câu chuyện hơi xa đã. Mất rồi sao nữa? Thì nó đi đâu không tìm đi được ta? Cái xong rồi hoàng hôn tắt nắng. Ok, mà em nghĩ là cái chuyện mà bật tắt này mình đang nói hơi quá nghĩa đen. Thì cái mà em nghĩ là xa hơn á là cái chuyện mà cái cách mình đối diện với cơ thể của mình và cơ thể của đối phương khi mà không còn quần áo, không còn tất cả cái gì để che đậy, thì cái cách mình đối diện với cái cơ thể của mình và cái cơ thể của đối phương như thế nào nữa. Nó mới là cái quyết, em nghĩ nó là cái sâu hơn của cái vấn đề này. Đúng. Bởi vì khi mà em đặt câu hỏi này nhá, em còn lên Reddit nữa, em đặt cái câu hỏi này trên Reddit, có một cái subreddit tên là Ask Reddit, thì em hỏi là mọi người thích bật đèn hay tắt đèn khi làm tình và tại sao. Thì các câu hỏi chia làm hai hết, một số thì họ muốn bật đèn để họ thấy, một số thì họ nói là tôi chỉ muốn bật đèn khi đối phương của tôi trong hot. Một số khác thì không, tôi muốn tắt đèn bởi vì I look so ugly. Tôi rất xấu khi mà tôi dậy. Thì tức là nó đều quay về một cái chuyện là họ có cảm thấy thoải mái với bản thân họ không, hoặc là họ có cảm thấy thích khi nhìn người đối diện hay không. Thì em có một cái rút ra là nếu như mà em đặt bản thân là em mà em đã chấp nhận lên giường với một người đó rồi, thì thật sự là em đã khá là into người đó, em khá là thích người đấy. Không phải chỉ đơn giản là về mặt ngoại hình, mà đôi khi là mình thích ở một cái điểm gì đấy mình khó cách nghĩa được, thì mình nên cho người ta thấy cái sự đó ở mình khen họ, mình tạo cảm giác thoải mái cho họ, mình làm cho họ tự tin lên. Họ đang bị mắc mứa chỗ nào mình gỡ chỗ đó, họ muốn cởi nút thì mình cởi nút, nhưng mà cái nút đó nằm trong đầu thì mình phải help người ta, mình gỡ cái nút đó trong đầu cho người ta luôn. Thì ngược lại thì khi mà họ có cái cảm giác thoải mái đó, họ không còn cảm giác là họ phải gồng mình để giữ cái bụng giống như trên hình nữa, hoặc là họ không còn cảm giác là họ phải có cơ có thịt, thì họ có thể vui vẻ thoải mái hơn. Và em nghĩ là cái chuyện giao tiếp giữa hai người nó quan trọng hơn rất nhiều so với cái chuyện là bây giờ bật đèn hay tắt đèn. Và em có một cái chuyện này nó khá là personal, nó khá là riêng tư, và em muốn chia sẻ là cái lần duy nhất mà cái người đối diện làm em cảm thấy là hơi buồn, hơi tụt mood, là sau một thời gian em catch up lại với một người em đã từng dating rất lâu. Thì về cơ bản thì nhìn bạn ấy vẫn như bình thường, nhưng mà khi mà hấp sex với nhau và khi bắt đầu cởi áo bạn ra, thì khi em nhìn cơ thể của bạn thì em bắt đầu nhận ra là thời gian vừa qua bạn đã trải qua những chuyện gì, nó thể hiện hết lên cơ thể. Nó không còn cái vẻ vui tươi, vẻ chán kiệt như xưa nữa, mà nó chuyển qua một cái buồn của cái chuyện cuộc sống đó, nó thể hiện lên trên người. Thì ngay vào thời điểm đó là em thương người ta rất nhiều, và em nhận ra là cái chuyện mà cơ thể nó không chỉ dừng lại ở chuyện là cần đẹp hay xấu, đúng không? Đúng. Rõ ràng là cái người mà ốm đi rồi nhìn fit lại, nhìn gọn lại thì ok, nó là cái gu của em. Nhưng mà đối với cái chuyện mà nhìn bạn thấy rõ bạn không healthy. Nhưng mà cái mảng này của anh em, khi anh em nói cái này nó liên quan đến cả cái cảm xúc anh dành cho cái người đó. Nhưng mà thật ra hiện tại á, cũng có rất nhiều người họ quan hệ không có cảm xúc. Tức là chỉ quan hệ không thôi, thì cái phần hình á, phần hình nó cũng rất là quan trọng đến người ta. Và cái phần mà phần con á, trong cái việc mà quan hệ và làm tình với nhau lần này nó lại là một câu chuyện khác, nó lại không giống như anh. Họ sẽ không có quan tâm là thời gian qua em sống thế nào, em ra sao. Tôi chỉ cần quan tâm là từ lúc lên giường như thế nào thôi. Nhưng mà cái điều này thì nó lại quay ngược lại, là chính chúng ta còn phải kiểu phải chấp nhận chính mình á. Kiểu như là em cảm thấy rằng là việc mà chỉ cần mình đối mặt với chính mình trước thôi á, đã là một thành công rất là lớn rồi. Như là việc là dám đứng trước gương, nhìn mình không mặc gì hết, đứng đó múa máy cái kiểu, hoặc là ít nhất một lần trong đời bạn nên quan hệ tình dục mà đứng trước gương và có đèn. Thật sự mà nói, giống như là khóc á, mọi người, người ta hay nói như là trời ơi em đừng có khóc, em không có đẹp như là ở trên mấy phim Hàn Quốc đâu. Nhưng mà sau đó em có gặp một người bạn, và người bạn đó nói một câu em rất mắc cười luôn. Khi nó nói câu đó xong, chị quyết định về nhà khóc trước gương để tập làm sao khóc phải đẹp. Ôi, sống áp lực quá. Nói về chuyện đứng trước gương thì em mới nhớ được một cái chuyện mà em rất là muốn hỏi các chị phụ nữ ở đây. Đó là cái chuyện trang điểm khi làm tình thì nó như thế nào. Giống như là
mọi người có phải tẩy trang trước khi làm tình không, hay là mọi người muốn prefer là giữ cái lớp makeup đó để làm tình cho nó đẹp? Em thì em muốn giữ á, để đôi khi mồ hôi xuống cái nó nhễ nhại, nó chảy xuống. Ở xong cái lem như đang khóc à? Nó chảy xuống thì này em vẫn cảm thấy là trời ơi, it looks so dirty but so honey á. Vậy như vậy phải chọn mascara không? Như vậy thêm một bước tính toán nữa là hôm đó mascara như thế nào, có trôi không trôi? Không, chỉ sợ đến nhất trong những gì? Cái khung cảnh như này này, đấy là what I think I am, đúng không? Tôi nhìn là I'm so sexy. Cái tôi nghĩ là cái tôi người kia nhìn trông như gấu panda rồi đó. Hoặc là có những lúc là mình thấy là ôi mình rủ rượi thế này trong mình hot quá. Người kia xong cái một lát xong hết mọi chuyện rồi, đi vô bật đèn lên, lúc này bật đèn nhé, bật đèn cái nhìn vô gương, ôi trời, như con tóc tai như một con quạ, tóc mà chẻ ra hai mái rồi nữa nè, tại vì đang ngồi cái nó chẻ ra hai mái xong rồi ôi hóa ra nãy giờ mình như thế này đây. Không mọi người, mọi người phải tinh trang một lần. Khi mà mình quan hệ thì mình rất là thích quan hệ trước gương. Và khi mình nói là chừng không có. Giờ không có gương, có lấy điện thoại ra bật camera trước cái bấm. Không, cái sự hơi nhòe nó vẫn ổn mọi người. Hơn cái kiểu rú vậy nè, đó nhìn nó vẫn ok. Và em nghĩ là cái chuyện một người let go á, cái chuyện mà họ bỏ hết những cái insecurity, họ bỏ hết những cái diễn xuất và những cái thể hiện ra trong cái lúc mà họ vui nhất, hưng phấn nhất, nó cũng là một cái sự gì đó hấp dẫn. Ví dụ như luôn luôn mình thấy người đó trong một cái hoàn cảnh là luôn luôn thật là kỹ càng trong chuyện quần áo, trang phục, rất là chỉnh chu mọi thứ, nhưng mà khi họ let go, họ thật sự enjoy in the moment, rồi nhìn họ có hơi không hoàn hảo một chút, có hơi không có Instagram ready một chút. Tự nhiên là thấy có một cái phần con người trong đấy. Ví dụ em biết một cái người thì em biết là bạn này rất là hot, bạn này luôn luôn giữ cho cái hình ảnh của mình trên mạng lẫn ngoài đời rất chỉnh chu, rất này kia, nhưng mà có một lần nọ sau tất cả, tự nhiên bạn ấy ngồi, tự nhiên cái bụng hơi lấp ló xíu, tức là có gain weight rồi, mập lên rồi, có bụng ra xíu rồi, tự nhiên lại thấy hot ơi là hot luôn. Bởi vì cái sự human, cái sự con người của họ nó bắt đầu nó thoát ra khỏi cái lớp bề mặt. Mình thấy đây là một con người, đây là một chàng trai, cũng có lúc bể phọt. Thôi, cũng như mình cảm thấy có sự relatable, có sự liên quan. Bằng một cách nào đó mình lại thấy mình cũng được thoải mái hơn rất nhiều. Mình không cần phải nghĩ không ai hoàn hảo hết. Mặc dù mình biết chuyện đó về mặt lý thuyết, mình biết là không có ai hoàn hảo rồi, hoàn hảo rất buồn chán rồi, nếu bạn hoàn hảo quá thì bạn không giúp được ai, kiểu như vậy, bạn không inspiring, bạn không truyền cảm hứng. Nhưng mà đôi khi mình vẫn muốn gần nhất đến sự hoàn hảo. Dạ. Đó là một cái áp lực, mà cái áp lực đó nhiều khi tự chính mình tự tạo ra, chứ không ai mà muốn bạn kia phải hoàn hảo trong mắt tôi muốn bạn phải hoàn hảo như vậy hết. Vậy thì nó sẽ nằm ở cái định nghĩa hoàn hảo của mỗi người là khác nhau mà, đúng không? Thật ra thì 6 múi thì ai mà chả thích, nhưng mà 6 múi mà khít quá thì cũng chưa chắc là đã là ngon. Nhưng mà bên cạnh đó mọi người cũng có thể nhớ được rằng là chúng ta có nhiều những cái thư vị khác ngoài cái body của chúng ta không? Bằng cách là như hồi nãy mình có nói, các bạn có thể học rên, các bạn có thể học nói dirty talk, thì nó sẽ làm cho các bạn trở nên rất là sexy. Sexy nó là một cái combination, một sự kết hợp của rất là nhiều cái yếu tố khác nhau. Đúng rồi, và nó không đến từ chuyện cái phần nhìn không đâu. Đúng rồi, ví dụ như bây giờ nhà mình look curvy một tí, tức là các bạn nhìn kiểu nó đầy đặn đi, nhưng mà bạn tới các bạn nói với anh là anh ơi hôm nay anh ăn sạch em có được không? Trời ơi, mọi người ơi, mình hứa luôn. Lúc đó hả, xỉu ngang. Anh nè, đây ăn đi em, ăn anh giùm em đi. Đó kiểu vậy. Nhìn Trang này cũng được nha. Nhưng okay. Mà thì mình có cảm giác là chúng ta đang Trang với Nam á, đang hình như cũng đang ở cái thời điểm khá là rất là tự tin. Tự tin hay tự tin? Tự tin. Tự tin. Thì mình có thể nói là mình, tại vì nó sẽ on off á, nó trong cái tùy cái cuộc đời của mỗi người, nó sẽ có những cái đỉnh rồi có những cái dốc. Đấy, thì mình có cảm giác thôi là khi mà chúng ta đang ở cái giai đoạn tự tin thì mọi thứ chúng ta nhìn nó rất là sáng rỡ, nó sẽ rất là bật đèn, nó sẽ bạn nhìn vào cái sự không hoàn hảo của người kia, bạn cũng thấy nó hoàn hảo. Đó, rất là tích cực. Nhưng mà mình tin là sẽ có những cái nhóm người mà họ sẽ hơi tiêu cực một chút xíu. Họ sẽ thấy rằng là không phải cái gì sáng rỡ cũng là tốt. Thì với những người như này, chúng ta có lời khuyên nào không? Hay là chúng ta tại vì phải nói cho một nhóm, hoặc là thì mình nghĩ là một nhóm người nữa, mà nếu là những người theo dõi Vietcetera, các bạn có thể là hơi trẻ hơn. Thì mình cảm giác là Trang hay Nam cũng đã, tại vì mình ở một cái độ tuổi ấy, mình biết rất là rõ những cái điểm mạnh điểm yếu của mình rồi, những cái điểm hoàn hảo lẫn không hoàn hảo của mình rồi. Thế nhưng nếu mà mình rất là mới, mình mới vào cái cuộc yêu, mình vẫn còn đang không có đủ kinh nghiệm, tại vì đúng không, mình biết kinh nghiệm, mình gặp nhiều người đấy, chưa đủ tự tin, thế thì mình sẽ làm gì? Chỉ có là improve yourself, tức nghĩa là
ngay cả bản thân của Trang luôn luôn tự nói với chính mình đó, là mình phải là phiên bản tốt nhất của chính mình, chỉ cần như vậy thôi. Ngày xưa bản thân của mình cũng là một người rất là insecure, là một người không có tự tin vào bản thân của mình. Mình còn nhớ là bạn trai của mình, còn bạn trai cũ nha, chứ không phải bạn trai giờ, nói là trời sao mông em to quá, kiểu mông em to quá, da em nâu quá, các kiểu giống như thế, là làm cho mình cảm thấy là mình rất 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 là buồn. Mình cảm thấy mình không có sexy một tí nào cả. Giả cho cái mỏ. Nhưng không phải. Cho đến khi bạn có sự nghiệp, bạn tự nuôi được bản thân của mình, bạn biết bạn là ai, bạn chăm sóc bản thân của mình, bạn dành thời gian cho chính mình. Và tiếp tục theo nữa đó là gì? Chúng ta chọn đúng cái đối tượng. Ai cũng có một cái market niche đó mọi người. Đúng không? Chúng ta sẽ chỉ phù hợp cho một đối tượng nào đó. Còn nếu như mà bạn phù hợp cho tất cả các đối tượng thì đôi khi nó lại sự nhạt nhòa sao? Không ai biết được. Nhưng mà khi mà mình tìm ra được cái đối tượng của những cái người thật sự rất là thưởng thức mình thì mình cảm thấy ok, được rồi, không có vấn đề gì cả. Cho nên là các bạn ơi, hãy dành thời gian này nha, đi quảng giao hơn, gặp nhiều người hơn để nhìn nhận xem là bạn là ai và bạn muốn cái gì. Có vẻ như là cái cách mà Trang đưa nó là cái con đường dài, đúng không? Mình phải thật sự work on it, làm việc trên bản thân mình. Còn nếu như mà trong cái khoảnh khắc đó mà mình trước cuộc yêu đi rồi, mà mình có những cái suy nghĩ không được tích cực về bản thân của mình thì Nam sẽ có một cái cách để Nam tự làm trên bản thân mình, là thứ nhất mình phải nhớ lại được rằng mình không có ép người kia lên giường với mình, chính họ là cái người tự nguyện lên giường với mình, thì ít nhất là mình đã có được cái sự hấp dẫn rồi. Chỉ có điều là mình có tin vào sự hấp dẫn hay không thôi. Và thứ hai, khi mà bạn đang có cảm giác là mình muốn nói một điều gì đấy tiêu cực về chính bản thân mình để mong nhận được một lời khen hoặc mong giải thích cho một cái chuyện đấy, thì phải nghĩ lại luôn, nãy giờ có ai đặt câu hỏi chưa? Nếu họ chưa đặt câu hỏi thì đừng trả lời. Còn nếu như mà họ đặt câu hỏi thì mình lại càng có thêm những cái dữ kiện để xem là cái người kia có thật sự xứng đáng với mình hay không. Bởi vì nếu như nó là những lời chê, ủa sao em mập quá vậy, ủa sao em ốm nhom nhách không giống như trên hình, thì khi mà những cái lời đó nó nói ra thì ngay lập tức tắt mút liền, mà mình cảm nhận là chính cái người đó mới là cái người không đáng để lên giường với mình, không an toàn. Đúng không? Okay. Đó là cách mà Nam nghĩ là nhanh và dễ, hiệu quả nhất để làm ngay lập tức. Còn cách mà Trang đưa ra giống như là làm work on bản thân, insecure chỗ nào thì tìm cái nguyên nhân, giải thích chỗ đó, về cơ thể, về sức khỏe, về công danh sự nghiệp, thì mình bắt đầu mình tập trung vào cái chuyện đấy trên đường dài. Để mình có thể luôn luôn tự tin là bây giờ bật hay tắt thì tôi vẫn tỏa sáng theo cách của tôi. Đúng rồi. Nghe hơi slogan nhưng mà nó là thật. Rồi mọi người sẽ thấy là cái chuyện mà tắt đèn hay bật đèn nó chính là cái câu chuyện là mình có tự tin vào bản thân mình hay không. Thế nhưng mà mình cũng phải nói đến một cái khía cạnh là đôi khi không phải là do mình tự ti, nhưng mà trong cái đối tác của mình lại tự tin hơn cả mình. Mình nói về những cái người mà họ quá đẹp và họ... Nam có gặp những cái trường hợp đấy bao giờ không? Cũng có. Có những một số, cũng hay là số ít lần thôi. Thì cái bạn kia thì là này xui. Quá là có một cái ngoại hình quá hoàn hảo theo chuẩn của mạng xã hội, theo chuẩn của định nghĩa về cái đẹp, thế là họ làm biếng làm việc trên giường. Họ cứ dành phần lớn thời gian để mà pose trên giường của... rồi bắt mình phải do all the work, bắt mình phải làm hết mọi thứ và phải bỏ nhiều công sức hơn. Cái mình mới nghĩ trong đầu, ủa làm sao? Thì khi đó là em cảm thấy là em khá là tụt mút, mặc dù trước mặt mình là đang là có như là nam thần đi, họ đẹp quá. Nhưng chính cái sự họ làm tạo cái cảm giác không thoải mái, bởi vì họ không quan tâm tới mình, họ không care tới mình và làm mình cảm giác không thoải mái. Thì thành ra tụt mút luôn. Trong khi ngược lại, đối diện mình là một người rất đẹp, bật đèn huỳnh quang vẫn đẹp. đó là như vậy. Thành ra tự tin là một điều rất tốt, nhưng mà quan tâm đối với cảm nhận của người đối diện mới là cái thật sự nên làm. Bởi vì đây không phải là một cuộc tự sướng. Nó là hai người. Muốn tự sướng đi ra trước gương, thấy mình đẹp quá đi ra trước gương bật đèn lên là muốn làm gì làm. Còn đã lên giường với nhau thì nên nghĩ tới cảm nhận của người đối diện. Đầu tư hơn vào cái chuyện đó. Nhưng Trang có bao giờ gặp chuyện trường hợp đấy không? Em thì lại không gặp cái trường hợp đó. Mọi người thật là may mắn cho mình là mình không có gặp trường hợp như vậy. Không, nhưng mà phụ nữ nhá, phụ nữ sẽ có một cái cảm nhận đấy, là thực ra nó hơi theo cái định nghĩa về giới. Sao mình thấy một cái alpha male mà theo hơi kiểu là yêu bản thân quá mức á.
là mình đã hơi, Trang có bị giạt ra, mình là sẽ bị giạt ra. Đúng đúng, em cũng sẽ giạt ra đó. Đẹp thì ok á, đẹp thì coi như là được một điểm, nhưng mà phải phải có cái good interaction, là phải làm cho mình cảm thấy feel good khi mà mình ở bên cạnh họ, rồi họ nói chuyện với mình, cái đó nó quan trọng hơn. Tự tin là tốt, nhưng không có nghĩa là phải đạp lên người khác để cảm thấy mình đúng rồi, đúng rồi, cái đó gọi là tự kiêu luôn rồi, nó mà đạp lên người khác. Ok, slogan là tự tin thôi, đừng tự kiêu, đúng không? Thì thật ra là khi gặp những trường hợp đó là em tự giác bật đèn thật sáng luôn, xong rồi mời anh đi về. Đèn rất sáng, anh có thể đi về. Ok, thế thì rút kinh nghiệm, bắt đầu nếu mà gọi là mình kết lại cái tập này của mình, câu chuyện mình đều thấy, và thực ra trong Người Lạ Ơi thì mình cũng thấy cái kết luận này khá là chung với mọi người, là nó chỉ là câu chuyện sở thích nhỏ nhoi thôi, còn chuyện tắt đèn bật đèn nó không phải về chuyện ánh sáng nữa. Thế thì mình sẽ rút lại ở trong tập này là gì, với những người chuyên mang tính thế hệ như thì mình nhá. Ok, lại thì... chuyện câu chuyện thế hệ. Không, thì mình vẫn, mình cảm giác như là tình dục có cái sự tiến hóa. Tức là ở cái thời điểm những năm 80, mọi người đều thấy tắt đèn có nghĩa là tình dục. Nhưng bây giờ thì nó không phải chuyện đấy nữa, nó là câu chuyện cơ thể của chúng ta như thế nào, cái mức độ tự tin vào bản thân mình ra sao. Tuy nhiên, cái chuyện tắt đèn với bật đèn, cái mức độ ánh sáng nó lại quan trọng ở mức độ an toàn. Tức là mình có an toàn hay không. Hồi xưa thú thực là những cái biện pháp để mà tránh thai á, hay là bảo vệ mình khỏi những cái bệnh tình dục á, nó cũng là một thứ trong tối, tức là không ai nhắc đến nó. Nếu mà có bị thì mình tự chịu. Thậm chí đi chữa lén lút lén lút. Đó, người ta còn gọi thậm chí... là bệnh xã hội nữa. Bệnh xã hội là xã hội bị cái gì mà bệnh. Luôn. Và là chuyện giấu đi, là chuyện phái nữ phải chịu trách nhiệm. Đó, đấy. Nhưng mà bây giờ cái chuyện mà sáng với tối á, nó lại là câu chuyện an toàn của bạn nữa, đúng không? Chính xác. Đấy, nên rút ra, đấy là rút ra nào, rút ra đi. Em rút ra nha, là khi mà nhắc đến chuyện bật tắt thì ngay lập tức cô Trang mong muốn là đèn sáng để cô Trang xem xét về tình hình sức khỏe, bệnh tật. Đúng rồi, chắc còn hàng. Nam thì là muốn có đèn chút xíu hoặc là bật sáng chân luôn để tránh chuyện đổ bể trong nhà. Thì tất cả đều quy lại câu chuyện là nó phải có được cái sự an toàn. Không lo nghĩ, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Yêu vô lo. Yêu vô lo. Đấy, nhân tiện thì chúng tôi cũng phải cảm ơn Durex, bởi vì là nhờ có Durex, như chúng tôi cũng nói ngay từ đầu, đấy là chúng ta có thể cởi mở được hơn, chúng ta an toàn hơn, chúng ta không phải suy nghĩ. Nên là nếu bạn muốn những cái cuộc yêu của mình nó vô lo thì hãy mua hàng chính hãng của Durex trên Shopping Mall. Đấy, thì đây là những cái điều mà quan trọng mà có lẽ là chúng tôi sẽ nhắc nhiều, bởi vì đúng là câu chuyện tình dục thì nó không phải là câu chuyện chỉ có về mối quan hệ, nó là việc mướt mồ hôi ở trên giường ra sao, mà nó nói nhiều thứ hơn ở phía sau. Đấy cũng là lý do mà trong từng cái tập á, chúng ta sẽ nói những cái vấn đề tiếp theo. Và ở phần cuối của chương trình thì Minh thay mặt cho Nam với Trang, nếu mà các bạn có những cái câu hỏi này, những lời tâm sự này, nghe lời thứ tội nghe nặng nhưng mà tâm sự, hoặc là muốn chia sẻ, đúng, nghe thêm lời khuyên của các sexpert, thì các bạn có thể gửi email về chương trình là cởimở@vietcetera.com. Và nếu mà thực ra thì Minh sẽ thấy nó sẽ dễ để kết nối mọi người hơn nếu mà mọi người chịu khó thu âm cái lời nói. Tất nhiên nếu tùy vào việc và bạn cảm thấy thoải mái, nếu bạn muốn lên hình thì bạn hãy gửi video. Nếu bạn muốn nghe tiếng thì các bạn có thể gửi một cái voice đó. Còn nếu không, các bạn có thể gõ một cái email cho chúng tôi. Mọi phương tiện đều được chấp nhận ở cởi mở, bởi vì chúng tôi rất là cởi mở. Rất là open. Và mọi người nhớ nha, yêu vô lo. Yêu vô lo cùng Directions. Không, cũng nên lo một chút xíu để biết cái cách bảo vệ mình. Không, vô lo quá, vô lo cũng không nên. Thật ra là nếu như mà đầu tiên là để yêu vô lo là phải an toàn. Yêu vô lo là phải an toàn thì đúng chứ. Rồi, an toàn chưa. Đó, xong rồi lúc đó là muốn làm gì cũng được. Chương trình xin kết thúc tại đây. Và đây mới là tập số 1 thôi. Chúng tôi sẽ cùng trở lại trong những podcast tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Cởi Mở. Và đây là tập 2, bởi vì chúng tôi đang rất là nôn nói chuyện tiếp với nhau. Xin chào, xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại.